Hey guys, xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Startup English. Mình là Trần Thảo Nhung. Và không biết là liệu trong số các bạn thì có ai follow mình trên YouTube hay không. Thế nhưng mà mình cũng có một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ tên là Chuyện Béo. Và mình xin tự giới thiệu thêm về bản thân mình. Đó là năm nay mình 18 tuổi, hiện mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương. Cụ thể là lớp chất lượng cao ở chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, khoa Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đó, thì cái lý do mình làm video ngày hôm nay đó là khi mà mình được Startup ngỏ lời là hợp tác với cái dự án này thì mình cảm thấy thực sự rất là hào hứng, bởi vì mình rất mong muốn là có thể làm một điều gì đó để giúp các bạn sĩ tử năm nay có thêm niềm tin vào bản thân mình, có thêm những cái kiến thức, rồi là biết cách ôn tập hiệu quả để đạt được những cái điểm số, những cái mục tiêu mà các bạn mong muốn. Cụ thể là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, không phải hướng dẫn mà mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là mình đã cày từ 4 cộng lên 8 cộng tiếng Anh như thế nào. Bởi vì thực sự là ngày trước ấy, khi mà ở cái tầm thời gian này thì mình rất là yếu tiếng Anh các bạn ạ. Thậm chí là đến khi sát kỳ thi rồi thì điểm tiếng Anh của mình vẫn chỉ ở mức 5-6 thôi. Thế nên là mình hoàn toàn hiểu những cái hoang mang, những cái lo lắng của các bạn. Nếu mà các bạn muốn biết là mình đã làm cách nào để có thể bứt phá điểm số môn tiếng Anh như thế thì hãy cùng mình xem tiếp cái video lần này nhá. Let's go! Cái xuất phát điểm của mình nó cực kỳ tệ luôn các bạn ạ. Mình nhớ là vào giữa năm lớp 11 ấy thì ngữ pháp của mình gần như là mất gốc và từ vựng của mình thì cực kỳ yếu kém. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình là một đứa rất là dốt tiếng Anh. Vào cuối năm lớp 11 ấy thì trường cấp 3 của mình có tổ chức những kỳ thi thử dành cho các anh chị lớp 12. Và những đứa học sinh lớp 11 như mình này cũng được phép tham gia. Mình nhớ là sau hai lần thi thử như vậy thì điểm của mình nó rơi vào mức 4,5 đến 5. Sang đến lớp 12 thì cũng không khá khẩm hơn được là mấy, bởi vì mình đâu có chăm học hơn đâu. Lớp 12 sau hai lần thi thử thì điểm số của mình lần lượt là 5,8 và 6,2. Đối với một đứa mà nó chọn khối D để thi đại học như mình á thì đó là điểm số cực kỳ thấp rồi. Bởi vì cái lớp mình là lớp chọn khối D và cái điểm số của tụi nó cái thời đó mình thấy là nó toàn rơi vào khoảng từ 7 mấy đến 8 mấy rồi là 9 mấy rồi cũng có nữa. Vậy nên là mình là một đứa gần như là dốt tiếng Anh nhất trong lớp rồi. Mình nghĩ cái vấn đề lớn nhất của bản thân mình tại cái thời điểm đó là mình hoàn toàn không có động lực và không có mục tiêu nào để phấn đấu cả. Và một cú hích, một cú đẩy cuối cùng đã đến với mình khi mà mình nhận ra là mình thực sự muốn thi vào trường Đại học Ngoại thương. Tối hôm đó thì anh mình có sang nói với mình rằng là lớp 12 rồi, bây giờ định thi vào trường nào. Mình suy nghĩ một hồi rất là lâu và sau đấy thì anh mình có nói là anh nghĩ một đứa cá tính mạnh như em thì hãy thử thi vào Ngoại thương đi. Bởi vì Ngoại thương thì nổi tiếng là năng động và mọi người rất là tôn trọng cá tính riêng của nhau. Từ đó thì mình bắt đầu tìm hiểu về trường Đại học Ngoại thương và càng tìm hiểu thì mình càng mê, càng tìm hiểu thì mình càng muốn ở đây sẽ trở thành cái ngôi trường tương lai mà mình sẽ theo học. Và đó chính là lúc mình biết mình phải cố gắng rất là nhiều để có thể hoàn thành được cái mục tiêu này. Và cái hồi đó thì mình còn tham vọng cực kỳ các bạn ạ. Mình đâu chỉ muốn đỗ riêng vào Ngoại thương thôi đâu, mình còn muốn học cái chương trình chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Bạn bè thầy cô của mình thấy mục tiêu của mình vậy thì bắt đầu nói rằng là không làm được đâu, bởi vì điểm tiếng Anh của mình hiện tại như thế làm sao mà làm được, rồi trong Ngoại thương ấy toàn những người giỏi tiếng Anh lắm, không làm được đâu. Và cái điều đó nó càng làm cho mình cảm thấy quyết tâm hơn. Mình sẽ không nói, mình sẽ không dùng lời nói bây giờ để nói với người ta rằng là mình làm được, mà mình sẽ dùng kết quả để chứng minh là mình thật sự đã làm được. Và mình đã trải qua tổng cộng là 4 chặng trong cái hành trình bứt phá này. Ở chặng đầu tiên đó là khởi động thì mình cày lại toàn bộ ngữ pháp và từ vựng đúng như người ta nói, đó là yếu ở đâu thì bắt đầu xây đắp lại ở đó. Mình cày lại toàn bộ ngữ pháp từ những cái bài đơn giản nhất, ví dụ như là hiện tại đơn, câu ước, câu điều kiện, đến những cái câu phức tạp hơn, nâng cao hơn như là câu đặc biệt gì đó. Thì đó là cái khoảng thời gian mà rèn cho mình cái tính kiên nhẫn rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết đấy, học ngữ pháp chưa bao giờ là dễ dàng, bởi vì nó rất là dễ gây nhàm chán. Vì thế nên là thay vì cái việc cứ học trong sách mãi như thế thì mình bắt đầu lên mạng, mình tìm những cái trang để mình có thể giải những cái câu đố vui về ngữ pháp, và từ đó thì mình có thể nhớ được ngữ pháp tốt hơn. Về cái vấn đề từ vựng ấy thì một cái quyển sách đã giúp mình cực kỳ nhiều trong cái quá trình mình ôn thi đại học. Phải nói là đến 90% những cái lượng từ vựng mà mình có đó là quyển sách Hách Não. Cá nhân mình thì mình thực lòng khuyên là các bạn hãy mua thử cái quyển Hách Não về dùng đi, bởi vì nó cực kỳ hữu ích trong cái quá trình các bạn ôn thi. Trong cái quyển sách Hách Não đó, những cái từ vựng học thuật có mà cơ bản cũng có, và cái tần suất mà nó xuất hiện trong một cái đề thi mình thấy là rất là nhiều. Các bạn có thể mua, các bạn có thể mượn hoặc là lên mạng đọc thử hoặc là bất kỳ một cái gì đấy. Thế nhưng mà các bạn hãy thử tiếp xúc với cái quyển Hách Não đi, mình đảm bảo với các bạn rằng là những cái từ mà các bạn đã được học trong cái quyển Hách Não ấy, thì rất là khó để các bạn có thể quên, chứ không phải là khó nhớ nữa.
Ở chặng thứ hai, cái chặng mà mình đánh giá nó là gập ghềnh, chông gai và khúc khuỷu nhất, đó là vượt chướng ngại vật. Ở trong cái chặng đường này thì mình và có thể là chính các bạn ở thời điểm hiện tại nữa phải vượt qua cái sự lười biếng, sự nghi ngờ bản thân. Rồi là sẽ có những lúc mà tự nhiên các bạn cảm thấy mình chững lại, các bạn sẽ nằm ườn ra giường, các bạn không muốn làm gì cả. Các bạn đánh mất niềm tin vào bản thân mình bởi vì các bạn vừa đạt được điểm 6, điểm 7, các bạn không đạt được những cái gì mà mình đã kỳ vọng mặc dù là mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Mình muốn bạn tin rằng mình thực sự hiểu cái điều đó và cái cảm giác lúc đó mình biết là nó tồi tệ như thế nào. Thế nhưng mà hãy nghe mình này, mình có một số những cái tips nho nhỏ để các bạn có thể vượt qua được nếu mà các bạn đang ở trong tình trạng như vậy. Cái thứ nhất á, là ok, cho phép bản thân nghỉ một chút để suy xét lại mọi vấn đề. Bây giờ mình đang gặp trục trặc ở đâu và mình phải giải quyết nó như thế nào. Cho bản thân nghỉ một chút không có nghĩa là các bạn sẽ nằm ì ở đó 1 đến 2 ngày. Mình nghĩ là trong cái thời gian nước rút này thì cùng lắm là các bạn cho mình nghỉ một buổi tối và suy xét thật là kỹ xem là mình đang gặp trục trặc ở đâu, thế là ổn rồi. Cái điều thứ hai là các bạn phải có những cái kỳ vọng thực tế. Không thể nào ở lần kiểm tra thứ nhất các bạn được 6 điểm và ở lần kiểm tra thứ hai các bạn mong muốn mình được 9, được 10 được. Bởi vì nếu như các bạn không đạt được cái số điểm đó ấy, thì nó sẽ làm cho cái tinh thần của bạn bị tụt dốc rất là nhanh. Điều đấy thì hoàn toàn không tốt. Mình nghĩ rằng là nếu mà mức điểm của bạn đang là 6 và các bạn đã cố gắng trong vòng 1-2 tuần hoặc là 1 tháng gì đó thì ở lần kiểm tra thứ hai các bạn chỉ nên hy vọng mình sẽ được 8 hoặc là trên 8 một chút hoặc thậm chí là trên 7 thôi. Nó sẽ là những cái kỳ vọng thực tế và nó sẽ giúp các bạn không bị chán nản khi mà các bạn nhận lại cái kết quả không như mình mong muốn. Cái thứ ba nữa, và mình nghĩ cái này là cái quan trọng nhất này, các bạn đừng bao giờ tự gây áp lực cho mình bằng cách là nhìn người nọ người kia điểm số cao quá và mình không bằng người ta. Cái điều đó nó sẽ không giúp ích gì cho các bạn cả, ngoài cái việc là giết chết niềm tin của chính các bạn. Các bạn có hiểu không? Đây là cái thời điểm mà các bạn nên tập trung vào chính bản thân mình thay vì cứ nhìn người nọ người kia, thấy người ta đi học thêm chỗ này chỗ kia và sau đấy thì về nhà cũng suy nghĩ là hay là mình cũng đi học theo nó bởi vì nó học giỏi thế kia cơ mà. Đừng như vậy các bạn ạ. Hãy tìm những cái phương pháp học nào mình cảm thấy ổn, chỗ nào học thêm mà mình cảm thấy hứng thú, mình có thể tiếp thu được thì các bạn làm. Đừng bao giờ thấy người nọ người kia giỏi bởi vì người ta học cái này cái kia và sau đấy thì các bạn cũng chạy đua theo người ta. Xong rồi các bạn nhìn thấy người ta giỏi hơn mình và các bạn bắt đầu suy xét lại là trời ơi tại sao mình dốt thế, tại sao mình không được bằng nó thế nọ thế kia. Cái đó là một cái không nên chút nào. Hãy chỉ tập trung vào bản thân mình, chỉ tập trung trau dồi kiến thức của mình và cố gắng cho bản thân mình thôi, không cần phải nhìn vào ai cả. Các bạn chỉ cần cố gắng hơn chính mình của ngày hôm qua là đã quá đủ rồi các bạn ạ. Ok, và sau khi đã có được một cái lượng ngữ pháp và từ vựng hòm hòm, sau khi đã có được một cái tinh thần vững vững thì mình bắt đầu bước sang chặng 3, đó là tăng tốc. Ở cái chặng này mình bắt đầu tải những cái đề đại học về và làm, bởi vì mình thấy cái việc luyện đề nó cực kỳ là hữu ích. Cái thứ nhất là các bạn sẽ làm quen dần cái áp lực, cái thời gian và cái cấu trúc của đề, thì nó sẽ giúp cho các bạn định hình được là à, những cái mảng kiến thức ngữ pháp nào thì rất là hay cho vào trong bài thi. Một cái nữa mình không biết là các bạn có chú ý hay không, thế nhưng mà cái việc học từ vựng ấy ngay trong chính những cái đề thi thử nó thật sự là rất là có lợi các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta đã đưa những cái từ vựng đó vào trong một cái đề thi thử đại học ấy, người ta phải tính toán sao cho những cái từ vựng đó phù hợp với trình độ của các bạn, phù hợp với cái chương trình học của các bạn, và hơn nữa là nó còn có tính học thuật. Bởi vậy nên là mình nghĩ cái xác suất mà nó xuất hiện lại trong cái đề thi chính thức là rất là cao. Thế nên là các bạn đừng bao giờ bỏ học từ vựng trong những cái đề thi đại học. Mình nghĩ là nó là một cái mẹo khá là hiệu quả đấy. Nếu các bạn còn băn khoăn là lấy nguồn đề ở đâu cho hay cho tốt thì mình xin có một vài gợi ý với các bạn như sau. Cái thứ nhất là hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đều ra những cái quyển luyện đề cho bạn ở tất cả các môn, các bạn hãy mua những cái quyển sách đó về. Bởi vì Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cái uy tín và cái hay cái tốt thì mình không cần phải bàn cãi nhiều rồi đúng không? Nếu các bạn làm hết quyển của năm nay thì hãy mua thêm quyển của năm ngoái và năm ngoái nữa. Bởi vì là nhìn chung ấy thì những cái đề nó không bị lặp lại nhau và nó rất là hay, năm nào cũng đều hay hết. Gợi ý tiếp theo là các bạn có thể làm đề thi thử của những trường chuyên, ví dụ như là chuyên sư phạm, chuyên ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, rồi là trường Trung học phổ thông Chu Văn An này. Đó là những cái trường mà mình thấy đề người ta làm bao giờ cũng rất là chất, rất là hay. Mà cái cảm giác được làm một cái đề tiếng Anh hay nó sướng cực kỳ luôn các bạn ạ. Mình học được rất là nhiều những cái từ vựng hay, rồi là mẹo ngữ pháp trong đó. Nhưng mà lưu ý với các bạn một chút ý, khi mà các bạn làm đề thì các bạn cố gắng là lần đầu tiên làm y như trong phòng thi, làm thật là nghiêm túc, bấm đúng thời gian, không tham khảo tài liệu, rồi là không tra từ điển nhá. Bao giờ làm xong rồi, mình chấm điểm xong rồi mình bắt đầu chữa. Làm như thế thì nó rèn luyện được cái tác phong của các bạn, rèn luyện được cái tính kỷ luật khi mà các bạn làm bài ấy. Cái thứ nữa thì mình cảm thấy là làm xong hết rồi mình mới chữa thì bao giờ mình cũng có một cái sự ghi nhớ tốt hơn, bởi vì là mình biết là mình đã làm sai cái này và mình cần phải sửa, nó sẽ ghim. Mình không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà tức là nó sẽ ghim vào đầu các bạn.
ghim vào não các bạn một cái ký ức là cái câu này mình đã từng làm sai rồi, và mình cái lần sau mình sẽ phải làm nó khác đi. Cứ làm đề dần dần từng chút một như thế, phần nào hỏng thì mình lại đắp lại kiến thức, thì các bạn sẽ tiến bộ hơn rất là nhanh. Tin mình đi, mình cam đoan với các bạn điều đấy. Và chặng thứ tư, đây sẽ là lúc mà chúng ta về đích. Đã bước vào những cái ngày cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi, và tất cả những gì mình làm đó là rà soát lại kiến thức và chuẩn bị tâm lý thật là vững vàng. Ở cái thời điểm này thì các bạn đã biết về cái mức điểm mà mình có thể đạt được rồi. Và hãy tin mình đi, những cái điểm mà các bạn thấy mình đã đạt được khi mà làm đề thi thử nó sẽ không chênh lệch quá nhiều so với khi các bạn thi thật đâu. Thế nên là cố gắng luyện đề, làm đề và nâng cao điểm số dần dần, thì trong cái bài thi thật các bạn cũng sẽ đạt được điểm cao thôi. Và đó chính là quá trình ôn thi đại học môn tiếng Anh theo từng bước của mình. Tuy nhiên, mình vẫn có một số lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn. Cái đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là các bạn phải thực sự tìm được động lực của mình. Các bạn thử tưởng tượng xem, bây giờ các bạn đang chạy đua trên một cái cung đường rất là dài và các bạn không biết đích đến ở đâu. Thế thì các bạn sẽ không bao giờ có đủ động lực để kiên trì chạy hết cái quãng đường đó. Giống như mình, nếu mà mình không biết rằng mình muốn học ngoại thương, mình không biết rằng mình muốn theo học cái chương trình chất lượng cao, thì không bao giờ mình có đủ động lực để có thể kiên trì cày tiếng Anh từ một cái điểm số rất là thấp lên một cái điểm số khá là cao như thế. Lưu ý thứ hai, nếu các bạn thực sự cảm thấy ngữ pháp và từ vựng của mình không được tốt thì hãy dành thời gian cho nó. Mình biết là trong cái việc học tiếng Anh thì ngữ pháp và từ vựng không phải lúc nào cũng là quan trọng nhất. Thế nhưng mà cụ thể là trong cái kỳ thi đại học ấy thì hai thứ đó là tối quan trọng rồi. Các bạn cần phải có ngữ pháp và các bạn cần phải có từ vựng. Thế nên là giả dụ đi, cái mức ngữ pháp và từ vựng của bạn đang có ở mức là chung chung, không nhiều quá, thế nhưng mà cũng không bị rốt quá giỏi hơn mình, thì hãy cứ dành thời gian cho nó, học thế nào cho thật chắc đi, rồi sau đấy mới bắt đầu làm đề, luyện đề. Như thế thì các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều, và hơn nữa là mình tin chắc rằng nó sẽ giúp cho các bạn được điểm cao hơn trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Cái thứ ba mình muốn nói với các bạn rằng là ấy, ngôn ngữ là một môn học tích lũy, thế nên là đừng nóng vội, cũng đừng bao giờ đốt cháy giai đoạn. Cứ học dần dần, từ từ, từng bước một, thì các bạn sẽ cảm thấy cái sự tiến bộ của bản thân mình. Đốt cháy một giai đoạn nào đấy thôi là các bạn sẽ cảm thấy chán nản rất là nhanh. Hơn nữa là mình nghĩ cái sự tiến bộ nó cũng sẽ không được rõ rệt đâu. Cái điều thứ tư này thì mình nói với các bạn ở một góc độ rất là chủ quan thôi. Các bạn cảm thấy là phù hợp với mình thì hãy làm, còn không thì cứ coi như là mình chưa nói gì cả đi nhá. Đó là cái việc sắp xếp thời gian, bởi vì mình biết là các bạn không chỉ có mỗi một môn tiếng Anh để học, các bạn còn có toán, lý, hóa, bla bla các kiểu, đúng không? Và ấy, cái cách sắp xếp thời gian của mình là mỗi ngày hoặc là mỗi buổi tối mình sẽ ghi ba cái gạch đầu dòng. Ví dụ như là gạch đầu dòng thứ nhất, mình sẽ dành 2 tiếng để học tiếng Anh. Gạch đầu dòng thứ hai, 1 tiếng để học toán. Và gạch đầu dòng thứ ba, 1 tiếng để học văn. Như thế thì các bạn sẽ không bị áp lực quá là nhiều, bởi vì các bạn sẽ chỉ hoàn thành 3 cái gạch đầu dòng này trong một ngày thôi. Mình cảm thấy là làm như thế thì nó sẽ tốt hơn so với việc là các bạn theo một cái thời khóa biểu rất là khắt khe. Tiếng này học cái gì, tiếng sau học cái gì, cứ như thế kéo dài cho cả một ngày. Các bạn biết sao không, làm như thế rất là áp lực. Và khi mà các bạn không thực hiện đúng những cái gì mà mình đã đặt ra ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy mình là một con người vô kỷ luật, và bắt đầu chán nản về bản thân mình, các thứ. Thế nên là nếu mà các bạn không phải là một con người quá kỷ luật giống như mình ấy, thì các bạn hãy làm thử theo cách của mình để xem là có hiệu quả không nhá. Hơn nữa thì bây giờ các bạn đã là học sinh lớp 12 rồi, cái mục tiêu quan trọng nhất của các bạn bây giờ là đỗ đại học. Vậy nên là nếu mà những cái môn khác các bạn không có cái niềm yêu thích đặc biệt quá ấy, thì nói chung là cũng tập trung vào những cái môn chính của mình nhiều hơn. Mình biết là cái học đều thì cũng rất là tốt thôi, thế nhưng mà tùy thời điểm thì chúng ta sẽ có những cái sự ưu tiên khác nhau, đúng không? Với lại ấy, bây giờ thì mình đã thành sinh viên năm nhất rồi, mình có một cái điều này muốn chia sẻ với các bạn, đó là thật ra cái việc mà mình có đạt được học sinh giỏi hay không ấy thì nó cũng không quá quan trọng như là các bạn đã từng nghĩ đâu. Vậy nên nếu mà các bạn thuộc tuýp người mà quá quan trọng cái việc được học sinh giỏi thì mình hy vọng là các bạn có thể suy nghĩ lại một chút. Cũng tùy các bạn thôi, tùy vào hệ giá trị của bạn thôi. Thế nhưng mà cái này thì mình nói để cho các bạn cân nhắc. Cuối video ấy, thì mình có đôi lời nhắn nhủ với các bạn như thế này. Mình không phải là một học sinh trường chuyên, và mình cũng chưa bao giờ thuộc loại giỏi top của lớp hay là của trường gì đó cả. Thế nhưng mà mình đã làm được rồi. Mình đã thi đỗ trường đại học ngoại thương với tổng số điểm là 26,2 điểm. Là số điểm mà mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, khi mà trong những kỳ thi thử mình chỉ được có 20-21 thôi. Vậy nên nếu mình đã làm được thì mình tin chắc là các bạn sẽ làm được. Không có một cái thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt đâu các bạn ạ. Bây giờ khi mà mình nghĩ lại cái quá trình mình ôn thi đại học, mình vẫn cảm thấy tự hào về bản thân vì mình đã chăm chỉ đến thế và nỗ lực đến thế. Hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình. Nếu các bạn hỏi mình là cái quá trình đó nó có vất vả hay không thì mình khẳng định với các bạn là có. Các bạn đừng bao giờ hy vọng rằng mình cứ an nhàn rồi sẽ đạt được một cái kết quả tốt, không có đâu các bạn ạ. Cố lên!
cố gắng lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi mình đến tận giờ phút này của video này, và cảm ơn Startup đã cho mình cơ hội được trò chuyện với các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé, bởi vì là mình chắc chắn sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn. Bye bye.